tây cơm đây nè, cơm nè, cơm gia đình nha, đây cơm gia đình nha. Ồ vẫn giống Việt Nam thôi mà cái không khí hay. Hôm nay ăn cơm đẹp quá nè. Quá wow, đẹp quá nè cả nhà. Không gian, không gian quá đẹp luôn nè. Nó ngồi ngoài. Ô ngoài đây. Chè đây nè. Cái này cái gì ta? Xôi, xôi xôi. Chút xíu ăn xôi xôi. Xôi xôi nè cái này. Xôi xôi. Đó, mấy cái làng nè, cái này. Đất nước có làng đẹp không cái nhà? Đây. Không gian để được khách ngồi nè, đẹp quá trời nè, đẹp chưa nè. Bông ngàn mẹ đẹp quá vậy. Nó ngồi ở đâu vậy? Quá trời rộng rồi cả nhà. Nguyên cái khu này nè. Cái này tiếng Thái không biết tiêu gì nữa, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà nhớ ghé chỗ này nha. Tại cái khu này cái mình mua tour đó, họ dắt đến đây ăn nha. Họ dắt đến ăn miễn phí luôn. Họ mua tour sẵn rồi. Mình ngồi đâu em? Ở trong này em. Ở trong á, ok. Có cả nhà đẹp. Ok, không cảnh đẹp quá ha. Tuyệt vời luôn. Thích quá à. Thích dễ sợ luôn cả nhà. À, mình mở khẩu trang ra đi. Đẹp ha. Cái chỗ ăn mà nó hoành tráng vậy nè. Bây giờ mình vô phải, vô máy lạnh, trong phòng máy lạnh. Cái mình đi qua đây 2 ngày rồi nhưng mà tại vì á, trong nhóm mấy anh chị bên casino, bên chị ca sĩ với bầu show bên casino bên Mỹ á, đi về trước, cái mình đón con gái với mình về. Và người thân cái mình xuống đây. Ừ. Chào. Có cơm đúng không hả? Sẵn luôn hả? Có sẵn hết rồi. Hay vậy? Đấy, có sẵn luôn rồi nè. Chào. Xin hẹn gặp lại. Xin chào, kêu bằng gì ta? Sao gì cà gì đó. Nói sao Khoa? Khoa, tiếng Thái Lan kêu sao Khoa? Ủa hai đứa kia không ăn. Cho cái bự hơn phải không? Cái bự. Chắc nó bự, nó cao hơn bà tê chứ mắc cười. Nó cái nuôi chừng nhỏ hơn bà tê nó vòng nữa đó. Ăn tạp lắm. Có, ngố cũng thấy bà tê giờ. Thấy bà tê giờ. Nó bị quái thai đó. Rồi, xong rồi mọi người ăn cơm, cái nhà có sẵn rồi nè. Cái mặt vui vậy. Đâu gửi em. Em biết thương con. Kêu giờ thêm em. Ủa con nào sao vậy? Con nào con bảo vệ. Con bi. Đâu em coi lên coi. Đẹp lắm Phi. Đã ha. Thương lắm. Nghe nói mới có bầu đi. Hai con hả?
Mướn ta. Không có nhà gì đâu. Kiếm chị hai. Hai biết đâu, mời chạy ngoài coi. Thư. Cho mấy con mua cô hai đâu rồi. Có hai biết chỗ này không? Có mấy con? Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày. Thường nói tiếng Thái Lan. Bình quay giờ trời hết mấy ngàn đô anh Bình. Bảy ngàn mấy à? Không, bảy ngàn mấy tiền ấy à? Bình Thái. Cho đi nước tương nó ngoài tao. Em mấy thằng thấy là tính ra có nấm cu, nấm chim nước mắm, nấm cu, nước tương. Có chưa được soi hả? Chưa được 6 triệu. Bi chưa được 6 triệu nữa Bi. Còn có. Ta đi mấy ông. Xong soi. Mời. Ủa chị hay đi lâu lâu vậy ta? Soi. Kim từ điển của ta rồi. Sau soi. Cơm xong rồi mình đi về khách sạn. Tắm rửa xong tối đi chơi tiếp. À, tối thì đi coi cái cửa chứ. Đi coi gơ bao gì nhóc chân. Tối mình đi hả? Có. Không nghĩ là. Ăn hai ơi. Hết đồ ăn rồi. Nè, cái mình đang dắt gia đình ăn nhà hàng Thái Lan nha. Giờ mình về khách sạn. Hôm nay là cái mình ngày thứ ba cái mình đây rồi. Có lẽ cái mình đi có 2 ngày nhưng mà tại vì ở đây Thái Lan xong rồi mọi gia đình qua hết luôn. Bắt đầu mình qua đây mình tiếp đón luôn. Ngày 18 mình về luôn, mình hát chương trình cái event của Tìm Nghĩa nha. Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc nha. Thái Lan đón chào.